trên thuyền luôn rồi. Trên cây á. À đến chữ rồi hả? Cứ lơ cặp đi. Không gì. Đậu nành cà phê à? Uống đậu nành nóng nhá. Cho con một cốc đậu nành nóng ạ. À. Dạ. Con lấy cà phê đi. Đá, sữa sữa đi. Sữa đá. Cà phê bao tiền? Con xin ạ. Vâng, con xin. Dưới như nào ạ? Em muốn cái gì? Cà phê à? Cho một ly cà phê chủ hề. Thế bây giờ chất lượng này nha. Mẹ ơi, mẹ cầm cho con. Mẹ uống sữa đồ này nhá. Ở đây là đến bánh chèo. Bánh chèo gì nhỉ? Ở đây có bánh chèo gì ngon nhỉ? Anh ơi. Bánh chèo. Bánh chèo bảy à? Bảy đó là cái quán cháo bỏ bánh xèo anh. Quán cháo bột à? Quán cháo quán hiệu anh hiểu không? Hiệu bà bột bánh xèo á, vui gửi mấy bèo quán đâu bán mà. Chị không nóng hay không lạnh không ạ? Bán này hoài luôn. Không không, mình không uống gì đâu. Mình chưa ăn thì nên không uống phải ăn. Cháu uống gì con? Thôi quan lại cho con uống. Quan ạ. Ở đó cũng rồi uống phải đó. Uống đều đó. Gia đình thuê thuyền riêng đi, à, ghe riêng chứ. Còn đây là thuyền tập thể này, ông vui. Không không, mình không uống, mình chưa ăn sáng này không uống. Chút thì phải ăn cái gì mới uống được. Cái tiền này, cái tiền này. Của em 50 ngàn. Hay quá. 50 ngàn hả? Đây ạ. Có thể nói mà. Chờ nổi cái răng. Chờ nổi cái răng. Bố Hải chào bà con nào. Táo yêu của mẹ. Bà tắt đèn đi. Bố có đèn à? Đấy, đổ chị. Cảm ơn. Ok. Cảm ơn chị. Cảm ơn ạ. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Có đèn đâu? Tới đâu chạy, cứ mang chạy. Tắt đèn cho mẹ này. Dạ. Con này, đèn flash. Không tắt được phải đâu mẹ. Không tắt được, không tắt được. Có cả tàu viên kìa, mít mít tốn nữ. Thôi. Có ăn không? Thôi, tháng cả ăn gì đâu. Chưa chưa. Chị bao ăn 10 đường tại chỗ luôn anh chị ơi. 90 cho quả đi. Dạ, lấy quả thôi ơi. Cho quả ăn tại chỗ đi. Dạ, em bao ăn một cú. Ăn kém thì bé nha. À, vâng ạ, bỏ bánh căn đủ béo, bún keo, cua đầu rồi bé. Quả nó ngon đấy em ơi. Bao 100 trăm không ngon chảy. Em ơi. 3 cân mấy à? Anh bỏ qua mất à. Chọn không, không cần mít đâu, sầu khỏi mít chứ. 3 cân mấy? 3 cân mấy đó? 3 cân mấy hả? 7. Bổ cho quả cho ngon nhá. Không ngon không lấy đâu nhá. Không ngon không mà. Không ngon lấy cho thế. Cái đấy, cái cặp vô, người ta cũng về. Ờ, cái đó là chở cái gì? Đá à? Đá đó. Tham, tham hay đá? Thì có người à? Chết rồi, lúc này mày quên lấy tiền mặt rồi. Mày lên xe vội quá quên cầm tiền mặt rồi. Có chuyển khoản ở ngoài này không có chuyển khoản á? Mẹ có từ vô tiền mặt. À trong ví chỉ có 150 lắm ạ. Không ạ. Không thì lên thuyền ra chuyển khoản sau. Đâu sầu hạt lép phải không? Ngon lắm. Bốn người quá. Đúng rồi. Wow, đẹp chưa?
Có chứ, ngoài này cũng có chuyển khoản chứ. Quên té rồi. Hồi đèn sáng này, làm gì rồi? Mẹ hỏi chị tàu gói, chị chú tàu gói. Hỏi bố, Nguyên hỏi chủ tàu có tiền tài khoản không? À, mẹ chuyển ít, mẹ lấy tiền mặt được không? Mẹ yêu bằng tàn trong lòng, không được cứ. Dạ, cũng đi cua không? Không thì chị cho em vay một ít rồi về lên bờ em đưa tiền. Đó, ngồi chị kéo cái điểm xe, có điểm tài khoản, có cho cái tiền luôn. À. Quên cầm ví. Lúc này quên, không phải là quên cầm ví mà quên lấy thêm. Khoan không thiếu vậy. Sao đắt vậy? Tôi ăn sầu thì khỏi ăn ấy, tí nữa ăn bún sau từ từ. Thôi nhà con chưa ăn đâu. Hả? Rồi đi về nhà ăn. Ôi sầu ăn luôn đi, đang ngon. Tắm máy cho mẹ để mình trả tiền sầu này. Này có bún cô à, không thấy nó ăn trong làm cũng thứ. Em ơi nhấn tiền đi. 370. 370. Có 3 cân 7 mà sao 370? Chấm đề nghị thế à. Lúc này nói 90 mà. 90. Sao lại nhanh thế? Nhấn tiền đi cân lỗ mà anh cháu mà. Chờ chút nhé. Dạ. 333 chị. 333 thấy không? Chờ nổi cái răng. Cần Thơ. Ôi, miếng thao đổ riêng. Nào ăn đi. Ăn cho tươi. Hẹn tháng trước đi. Ăn ăn đi, ăn đi. Ăn sầu cho nổi, ăn sáng trước đi. Rồi hỏi hậu đi, chắc chưa ăn sầu ghen. À. Nhưng mà bây giờ có tiền đây đâu. Dạ, chết đi giờ, cô chú ơi. Không có tiền, chặn em. Không có sao đâu. Thôi đi, ăn có tiền cho mình ăn. Không có gì hết. Đâu quá, mọi người cho. Mình ăn lâu rồi. Ăn đây rồi, nữa chả có gì đâu. Ở đây quen hả? Rồi, coi gì vậy? Giờ mình ăn bánh nhiêu thôi, bánh nướng con chú. Gì đắt nữa. Cho ăn vài tôi đi bố cho ăn luôn, tí lên bờ cũng ăn. Ăn cho biết. Trời, Yến ăn mấy ăn tôi mẹ thì ăn được con ăn chưa? Yến bé, thứ hai tôi. Yến nào? Cho hai tô thôi ạ. À, bánh mì qua có phần nướng không? Không có bún gì được quên bánh nướng không? Không mua hết rồi, ghe này đến sau rồi. Không hỏi lắm thôi. Mẹ ăn gì đi? Không ăn châu. Yêu. Thôi gọi như đồ luôn mới bẻ chị đó. Cho con tí thôi, con không mua nhiều nên thì con mang đi được đâu, con còn đi nhiều mà. Không, không làm cũng thấy được. Mua rồi. Hello, chào anh nha. Chào anh Vũ Liêu Sư, chào anh. Chờ nổi cái răng. Ồ, mua cái loại chùm chùm mới này không đấy. Cái nó có chùm mới. Ê. Chùm này mà cái răng. Chín xé ra, cho nhỏ lại. Cái này, cái nó cũ rồi. Thử một, rồi. Cũ đâu. Cô ra muốn lấy chùm rồi lấy chùm. Lấy chùm như tính nhiều nha. Bác cũng ăn. Nhiều lắm, nhiều lấy chùm đấy. Thử quả cho ngon không? Thử quả cho nào. Cho quả như đường mà. Lấy chùm nha. Cà phê có mẹ nhúng. Thôi. Lấy cái đó không được. Cái túi này lôi đi đâu?
này chua lắm. Chua này. Chua này, 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 đi đâu này, cái nó đủ cái bảo chạy. Đi này, ăn đi chiến gọi mà. Ăn đi ngon lắm, gì đó, ngon. Không cho biết, không cho biết. Có cần quan cái đồ này hả? Đưa bún nước cái gì đi. Đi ngủ ok mà. Mấy này con? 30.000. Chờ chủ cái. Đó. Ăn ơi. Mấy con này. Ây à. Đây rồi bé đây. Nghe đây chúc cho ngon không? Còn 100.000 cái bạn này. Rồi được rồi. Bây giờ không mua gì nữa nhá. Con tắt livestream nha mẹ, tí livestream sau nhá. Mẹ nhá. Hả? Tắt đi ấy sao?